kết hôn với bà xã Anthony, nhưng Bình Minh nhiều lần vướng ồn ào chuyện tình cảm, trong đó có scandal ngoại tình với Thanh Thảo và mới đây nhất là với Trương Quỳnh Anh. Mới đây, những hình ảnh thân mật trên mức bạn bè của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh bất ngờ được cư dân mạng truyền tay nhau. Mờ giữa tâm bão nghi vấn ngoại tình, người hâm mộ vô cùng tò mò trước phản ứng của người trong cuộc, trước những nghi vấn về việc cả hai ngoại tình. Sau thời gian im lặng, nam diễn viên Bình Minh đã chính thức lên tiếng. Trên tri thức trực tuyến, anh khẳng định sự việc không có gì nhưng đang được mọi người làm loạn lên. Những hình ảnh đó chỉ là hình hậu trường trong phim, mong mọi người hiểu và đừng thổi phồng câu chuyện lên, anh nói. 5 giờ tiếp đó, Bình Minh chuyển điện thoại để phóng viên trò chuyện với đạo diễn Minh Cao. Nam diễn viên cho rằng phát ngôn của đạo diễn phim thề không gục ngã bộ phim anh và Trương Quỳnh Anh đóng chung sẽ cho khán giả có cái nhìn khách quan hơn. Theo đạo diễn Minh Cao, loạt ảnh thân mật của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh xuất hiện trên mạng xã hội là hình ảnh hậu trường trong phim. Nam đạo diễn cho rằng những bức hình tình cảm đó không nói lên được điều gì vì diễn viên khi làm việc chung luôn thân thiết và chụp hình tình cảm là bình thường. Họ phải giỡn, đùa vui để không khí đoàn phim bớt căng thẳng. Tuy nhiên, chia sẻ của đạo diễn thề không gục ngã khá mâu thuẫn vì tối ngày mùng 4 tháng 12, trả lời tri thức trực tuyến, anh lại cho rằng loạt ảnh này không có trong phim. Tôi không biết có những hình ảnh nào khác không, nhưng những ảnh được đăng tải hiện nay đều không phải ảnh trong phim của tôi, vị đạo diễn từng nói. Trái với Bình Minh, cách phản ứng của anh thơ, người vợ gắn bó với nam diễn viên nhiều năm qua lại khiến nhiều người bất ngờ. Thị phi showbiz xưa nay vốn đầy rẫy nên tôi không quan tâm lắm đến những tin đồn thế này. Những bức ảnh đó tôi nghĩ chỉ liên quan tới công việc của ông xã. Gia đình chúng tôi vẫn bình thường. Tối qua khi đưa hai bé đi chơi, anh Minh còn chụp hình gửi cho tôi. Hiện tôi đang công tác tại Úc nên rất bận, anh thơ nữ chia sẻ. Trước đó, anh thơ đã tỏ ra bình thản đăng tải một tấm hình cô đang ung dung ngồi uống trà tại Úc trong chuyến công tác hiện nay. Điều khiến nhiều người bất ngờ, anh thơ cập nhật tấm ảnh mới với gương mặt tươi cười vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, anh thơ đã khóa phần bình luận trong trang cá nhân của mình. Cách phản ứng này của anh thơ cũng khá tương đồng với cách cô đáp trả dư luận trước nghi án Bình Minh ngoại tình với ca sĩ Thanh Thảo cách đây nhiều năm. Khi đó, trước lùm xùm tình ái của chồng với nữ ca sĩ Thanh Thảo, anh thơ cũng chọn giải pháp im lặng để đợi dư luận lắng xuống. Về phía Trương Quỳnh Anh, sau vài ngày im lặng, khóa trang cá nhân, Trương Quỳnh Anh cũng sử dụng lại Facebook nhưng cũng chỉ đăng một status vu vơ không liên quan đến sự việc. Trên tri thức trực tuyến, một nguồn tin cũng cho hay mối quan hệ qua lại của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh cũng là nguyên nhân khiến team có hành động nóng nảy khi chạm mặt tình địch ở thảm đỏ liên hoan phim Việt Nam hôm 24 tháng 11. Theo lời kể của một nghệ sĩ có mặt tại hiện trường, team và Bình Minh đã xô xát nhẹ. Sau khi được đồng nghiệp can thiệp, cả hai lấy lại bình tĩnh. Trong một bài phỏng vấn vào năm 2015, ca sĩ Tim cũng đã cho biết vợ từng say nắng một nam diễn viên đã có gia đình khi đóng phim chung. Khi phát hiện hai người nhắn tin qua lại, anh đã cảnh báo và khuyên vợ nên chấm dứt. Hôn nhân của Tim và Trương Quỳnh Anh gặp nhiều sóng gió. Họ cũng từng nảy sinh tình cảm trên phim Trường Bóng Ma Học Đường, có con, đăng ký kết hôn và về sống chung mà không tổ chức lễ cưới vì Tim không được gia đình vợ chấp thuận. Đầu năm 2015, Trương Quỳnh Anh bế con ra khỏi nhà. Giữa năm 2016, Tim cầu hôn vợ trong rạp chiếu phim. Lễ cưới chưa được tổ chức thì đến giữa năm nay tòa án xác nhận cả hai đã hoàn tất đơn ly hôn. Tòa án xác nhận cặp đôi đã chính thức ly hôn nhưng cả Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn chưa một lần xác nhận. Nửa năm qua họ vẫn sống chung vì con trai, vui vẻ xuất hiện tại các sự kiện như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, hôn nhân của Bình Minh và anh thơ cũng gặp khá nhiều sóng gió khi nam diễn viên và ca sĩ Thanh Thảo từng có mối quan hệ ngoài luồng khi đóng chung MV. Chiều ngày mùng 3 tháng 12, một loạt hình ảnh thân mật của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh bị rò rỉ khiến dư luận dậy sóng. Trước nghi án,
Bình Minh ngoại tình với bạn diễn, thái độ của hai người phụ nữ trong cuộc ra sao? Năm 2014, Bình Minh và Trương Quỳnh Anh hợp tác với nhau qua phim Thề Không Gục Ngã. Trước những hình ảnh thân mật mới rò rỉ của cặp đôi, nhiều người cho rằng đây chỉ là những hình ảnh trong phim. Tuy nhiên, ông Minh Cao, đạo diễn phim Thề Không Gục Ngã, cho biết cảnh tình cảm giữa Trương Quỳnh Anh và Bình Minh cũng không có nhiều. Và ông còn nhấn mạnh thêm, tôi không biết có những hình ảnh nào khác không, nhưng những ảnh được đăng tải hiện nay đều không phải ảnh trong phim Thề Không Gục Ngã của tôi. Hiện tại, dư luận đang ồn ào chuyện có hay không Bình Minh và Trương Quỳnh Anh ngoại tình, thì hai người phụ nữ trong cuộc lại có động thái khá khác nhau. Đầu tiên, khi lùm xùm bung ra, nhiều người quan tâm đến thái độ của vợ Bình Minh. Điều đáng ngạc nhiên nhất chính là doanh nhân Anh Thơ lại rất bình thản trước những tin đồn này. Chị hiện tại đang đi công tác ở Úc và tinh thần vẫn vô cùng vui vẻ. Trên trang cá nhân, vợ Bình Minh vẫn giao tiếp và vui vẻ trả lời mọi người. Thậm chí, cô còn live stream khoe mới làm răng và nhận được nhiều sự yêu mến từ bạn bè, người hâm mộ. Được biết, từ khi kết hôn với Bình Minh, nữ doanh nhân này luôn có thái độ bình tĩnh trước những tin đồn về chồng. Cô được xem là vợ sao Việt bản lĩnh và ứng xử khéo léo trước những thị phi của Bình Minh. Về phía Trương Quỳnh Anh, trên trang cá nhân, cô không còn liên tục chia sẻ những hình ảnh của mình như trước nữa. Tuy nhiên, trái với thái độ điềm đạm, bình thường như vợ Bình Minh, Trương Quỳnh Anh lại khóa phần bình luận. Nữ diễn viên không muốn nhưng bình luận khó nghe và tiêu cực từ phía anti fan hiện lên trang cá nhân của mình. Được biết, từ khi kết hôn với Bình Minh, nữ doanh nhân này luôn có thái độ bình tĩnh trước những tin đồn về chồng. Cô được xem là vợ sao Việt bản lĩnh và ứng xử khéo léo trước những thị phi của Bình Minh. Về phía Trương Quỳnh Anh, trên trang cá nhân, cô không còn liên tục chia sẻ những hình ảnh của mình như trước nữa. Tuy nhiên, trái với thái độ điềm đạm, bình thường như vợ Bình Minh, Trương Quỳnh Anh lại khóa phần bình luận. Nữ diễn viên không muốn nhưng bình luận khó nghe và tiêu cực từ phía anti fan hiện lên trang cá nhân của mình. Đạo diễn Minh Cao bác bỏ thông tin ảnh thân mật của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh là chiêu trò lăng xê phim. Ngày 3 tháng 12, những hình ảnh Bình Minh tình cảm với Trương Quỳnh Anh gây xôn xao trên các trang mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng đây có thể chỉ là hình ảnh chưa được công bố của phim Thề Không Gục Ngã mà Bình Minh và Tim đóng chung. Trong phim của đạo diễn Minh Cao, Quỳnh Anh vào vai em gái trùm xã hội đen và có mối tình nhiều nước mắt với Bỉnh Long do Bình Minh đóng. Trả lời PV, đạo diễn Minh Cao khẳng định, tôi không biết có những hình ảnh nào khác không, nhưng những ảnh được đăng tải hiện nay đều không phải ảnh trong phim Thề Không Gục Ngã của tôi. Đạo diễn cho biết phim Thề Không Gục Ngã được quay trong 4 tháng. Cảnh tình cảm giữa Trương Quỳnh Anh và Bình Minh cũng không có nhiều. Anh nói thêm, Minh Cao cũng nhấn mạnh, phim đã phát sóng 2 năm trước nên chúng tôi không cần PR phim ở thời điểm hiện tại. Hơn nữa, tôi và nhà sản xuất đều không muốn lăng xê phim theo hình thức này. Đạo diễn Minh Cao từ chối bình luận về tin đồn tình cảm, phim giả tình thật giữa hai diễn viên chính trên phim trường. Anh nói, Bình Minh và Trương Quỳnh Anh đều là những người bạn tốt của tôi. Còn chuyện riêng tư đang gây chú ý trên mạng, tôi không dám lạm bàn. Thề Không Gục Ngã là bộ phim truyền hình dài 32 tập được phát sóng từ năm 2015. Phim xoay quanh cuộc đời Lý Bỉnh Long do Bình Minh đóng. Anh là võ sư và có mối tình trắc trở với nhân vật do Trương Quỳnh Anh đảm nhận. Những hình ảnh của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh xuất hiện trên mạng xã hội trùng thời điểm quyết định ly hôn của Tim cùng Trương Quỳnh Anh được đăng tải. Hồi tháng 5, Tòa án Nhân dân quận 10 xác nhận Trương Quỳnh Anh và Trần Nguyên Cát Vũ, Tim, đã ly hôn. Quyền nuôi con thuộc về nam ca sĩ Một Vòng Trái Đất. Dù ly hôn, Tim cùng Quỳnh Anh vẫn thường xuất hiện bên nhau trong các sự kiện chung. Cư dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận liên quan đến những hình ảnh trên. Trước khi lộ ảnh thân mật bên Bình Minh, Trương Quỳnh Anh đã có 7 năm yêu như drama Ấn Độ với Tim như thế này. Chuyện hợp tan của Trương Quỳnh Anh với Tim khiến công chúng không khỏi ngán ngẩm trong suốt 7 năm họ bên nhau.
Loạt ảnh thân mật của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh lan truyền trên mạng xã hội từ chiều ngày 3 tháng 12 đã dấy lên tin đồn giữa cặp đôi trai có vợ gái có chồng. Trong lúc chưa có lời giải đáp chính xác, cùng nhìn lại hành trình 7 năm với nhiều lần tan hợp và vô số tin đồn như drama Ấn Độ của cặp vợ chồng Tim Trương Quỳnh Anh. Sau ồn ào ôm con bỏ nhà ra đi vào năm 2015, công chúng đã không còn sốc với những thay đổi tâm trạng thất thường của Trương Quỳnh Anh nữa. Bởi sau mỗi lần tưởng chia tay ấy là một lần công chúng lại được chiêm ngưỡng những bức ảnh cặp đôi tình tứ bên nhau như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bộ phim truyền hình dài tập phong cách Ấn Độ này vừa mới đây đã có thêm tình tiết mới, bổ sung vào bộ sưu tập Scandal kéo dài 7 năm. 2010, Tim và Trương Quỳnh Anh nên duyên sau khi tham gia bộ phim Bóng Ma Học Đường vào giữa năm 2010, công khai mối quan hệ chưa được bao lâu. Tim bất ngờ lên báo chia sẻ việc từng vượt rào với Minh Hằng vào năm 19 tuổi. Scandal chấn động này đã ảnh hưởng không ít tới nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng, đồng thời đóng đinh hình ảnh một chàng ca sĩ trăng hoa trong mắt khán giả. 2011, Trương Quỳnh Anh thổ lộ việc ba mẹ không ủng hộ mối quan hệ với Tim. 2012, Trương Quỳnh Anh lộ ảnh vác bụng bầu cùng Tim đi sắm đồ sơ sinh. Ngày 31 tháng 5 năm 2012, Trương Quỳnh Anh hạ sinh con trai 3.2 kg, đặt tên là Trần Nguyên Khắc An, tên ở nhà là Sushi. 1/2015, ngày 15 tháng 1, Tim bất ngờ lên trang cá nhân viết tâm thư gửi Trương Quỳnh Anh cầu xin cô tha thứ và trở về. Cư dân mạng sốc khi biết tin Trương Quỳnh Anh đã ôm con bỏ đi trước đó một ngày. Tim viết những lời hối lỗi, tự nhận mình là kẻ vô tâm nên đã khiến Trương Quỳnh Anh phiền lòng. Liên tục những ngày sau đó, Tim đều đặn viết ngôn tình gửi vợ. Có những ngày Tim chỉ đăng ảnh Trương Quỳnh Anh kèm dòng chú thích anh nhớ em nhiều lắm. Tối ngày 21 tháng 1, gần một tuần sau ngày ôm con bỏ nhà đi, Trương Quỳnh Anh mới chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Cô đăng tải hình ảnh bé Cát An đang lim dim ngủ trong lòng và một lời chú thích rất ngắn: chỉ cần ôm thế giới nhỏ này vào lòng, bình yên sẽ đến thôi. Trương Quỳnh Anh sau đó đã đưa con trở về với Tim. Cô dành nhiều lời khen ngợi cho Tim sau sự cố này. Theo lời Trương Quỳnh Anh, Tim đã thay đổi rõ rệt như dành nhiều thời gian cho vợ con hơn, biết lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn. Mang cơm lên trường quay thăm vợ mỗi khi vợ đi quay. 8/2016, Tim cầu hôn Trương Quỳnh Anh ở rạp chiếu phim. Nam ca sĩ đã tổ chức một màn cầu hôn hoành tráng và xúc động với đoạn video tường thuật lại 6 năm sóng gió bên nhau của cả hai. Trương Quỳnh Anh bật khóc và nhận lời cầu hôn. Tuy nhiên đám cưới vẫn không diễn ra sau đó. 5/2017, báo chí bất ngờ đăng tải thông tin Trương Quỳnh Anh và Tim đã hoàn tất thủ tục ly hôn tại Tòa án Nhân dân quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Trước thông tin này, cặp đôi không lên tiếng trực tiếp. Trương Quỳnh Anh chọn cách đáp trả dư luận bằng việc live stream ngay giữa tâm bão. Nội dung live stream chỉ có quảng cáo mỹ phẩm nhưng nữ ca sĩ cố ý cho khán giả thấy Tim đang ngồi ngay cạnh cô. Sau đó ít ngày, Trương Quỳnh Anh đăng tải dòng trạng thái bóng gió, mắng xéo dư luận vì quan tâm quá mức chuyện nhà của cô. Nữ ca sĩ không quên liên tục đăng tải loạt hình thân mật như cùng Tim chúc ngủ ngon, cùng Tim tình tứ trong chuyến du lịch, được Tim chăm sóc tại sự kiện. Mùng 6 tháng 10 năm 2017, ngay trong ngày cưới của Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Trương Quỳnh Anh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chính thức ly hôn lên trang cá nhân. Chỉ ít phút sau, cô xóa bỏ dòng trạng thái này. 23 tháng 10 năm 2017, chỉ 2 tuần sau tuyên bố chính thức ly hôn, Trương Quỳnh Anh lại đăng ảnh hẹn hò với Tim như thể những lời cô nói chỉ là trò đùa. Cộng đồng mạng ngán ngẩm vì không biết cặp đôi này định chơi chiêu ly hôn đến bao giờ. 11/2017, Tim và Trương Quỳnh Anh cùng tham gia một talk show có các vị khách mời nổi tiếng như Xuân Lan, Quyền Linh, Cát Tường, Tín Luật, Kim Xuân. Trước tất cả khách mời và khán giả, Tim đã bất ngờ hỏi Trương Quỳnh Anh, em có còn yêu anh không?
Trương Quỳnh Anh bối rối không trả lời được câu hỏi này. Sau đó cô có giải thích với các vị khách về lý do chưa thể cưới Tim. Cô cho biết quyết định đến với Tim và sinh con cho anh cách đây 5 năm đã khiến ba mẹ cô giận dữ tới mức chuyển cả nhà sang Mỹ sinh sống, nên cô không muốn làm thêm điều gì khiến ba mẹ buồn lòng. Khi bị người mẫu Xuân Lan trách vì không đủ mạnh mẽ để bảo vệ hạnh phúc của mình, Tim đã phản bác lại. Anh cho biết đã nỗ lực thay đổi bản thân để khiến Trương Quỳnh Anh vui hơn. Anh cũng cố gắng nhiều lần gọi điện cho ba mẹ Quỳnh Anh để thuyết phục, nhưng ba Quỳnh Anh chỉ có một ý kiến là không chấp nhận. Xuân Lan hỏi Quỳnh Anh rằng nếu ba mẹ muốn cô ly hôn Tim thì cô làm gì? Trương Quỳnh Anh trả lời sẽ không bỏ Tim. Ngay lập tức các vị khách mời thi nhau lên tiếng, vấn đề nằm ở Trương Quỳnh Anh. Tim cũng kết luận, đó là lý do mà giờ em vẫn nghi ngờ tình yêu của Quỳnh Anh. Lâu nay em tưởng mấu chốt nằm ở ba mẹ Quỳnh Anh nhưng không phải vậy. Mùng 2 tháng 12 năm 2017, hình ảnh bản chụp tờ quyết định công nhận ly hôn nghi là của Trương Quỳnh Anh và Tim lại bị rò rỉ trên mạng xã hội. Theo đó, cặp đôi đã kết hôn vào ngày mùng 9 tháng 5 năm 2012, trước khi Trương Quỳnh Anh sinh bé Sushi, và ly hôn vào ngày 11 tháng 5 2017. Cặp đôi thỏa thuận để Tim nuôi con. Mùng 3 tháng 12 năm 2017, loạt ảnh thân mật bên bình minh của Trương Quỳnh Anh bị lan truyền trên mạng xã hội. Hiện loạt hình chưa rõ thực hư là ảnh chụp ngoài đời hay trong bộ phim Thề Không Gục Ngã mà hai người đóng chung hồi năm 2015. Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện ra phục trang và kiểu tóc của hai người trong loạt hình không giống với tạo hình của họ trong phim. Cùng ngày, tin đồn Tim đánh ghen bình minh tại liên hoan phim Việt Nam hồi cuối tháng 11 lại rộ lên. Nhiều nghệ sĩ giấu tên đã lên tiếng xác nhận.